À, xin chào các bạn nhé. Hôm nay máy công nghiệp Thanh Hưng xin giới thiệu với các bạn một cái nồi nấu ra nhiệt, nồi nấu có cánh khuấy và nghiêng đổ được. Đặc biệt ở cái nồi nấu ra nhiệt này thì các bạn sẽ nghiêng đổ bằng nút nhấn hiện đại, thay vì sử dụng tay quay như trước đây thì ở bên khách hàng đã đặt bên máy công nghiệp Thanh Hưng chúng tôi là sản xuất cái máy này sẽ có nút nhấn hiện đại để nghiêng đổ. Lồi thì có dung tích là 100 lít và có kích thước là 500 nhân với lại 500. Đây là cái bảng tủ điện của cái lồi nấu ra nhiệt 100 lít máy công nghiệp Thanh Hưng sản xuất đây ạ. Các bạn bật công tắc này lên thì sẽ có đồng hồ chỉ nhiệt độ và đồng hồ chỉ thời gian. Hai cái đồng hồ chỉ nhiệt độ và thời gian này sẽ cài đặt được theo ý muốn của các bạn. Cái đồng hồ chỉ nhiệt độ ở đây chính là nhiệt độ của lớp dung môi truyền nhiệt. Lớp dung môi truyền nhiệt thì các bạn có thể sử dụng nước hoặc là sử dụng dầu ăn hoặc sử dụng bằng dầu truyền nhiệt hoặc dầu truyền nhiệt cao cấp. Và bên cạnh đây là một cái công tắc của cái cánh khuấy ạ. Công tắc này các bạn bật lên thì cánh khuấy sẽ đảo và sẽ có biến tần điều chỉnh tốc độ cái cánh khuấy này nhanh chậm. Lồi thì có nắp đậy như này, chia làm hai nửa hình bán nguyệt. Thì các bạn mở thì các bạn sẽ cầm cái tay cầm các bạn mở ra đây. Đây là cái cánh khuấy đây ạ. Cánh khuấy này thì sẽ có cái khớp lối ở đây để các bạn tháo cái cánh khuấy ra cách dễ dàng. Và trong khi các bạn đóng lắp thì các bạn vẫn khuấy được nguyên liệu. Và bây giờ mình sẽ bật máy lên cho các bạn xem cánh khuấy như nào nhé. Bây giờ mình sẽ bật cái cánh khuấy lên cho các bạn xem là cánh khuấy nó bật nào nhé. Bật công tắc của cánh khuấy. Các bạn nhìn. Cánh khuấy thì sẽ được làm bằng láp và đan sen như thế này. Và có tiếp lông chuyên dụng vết sắt đáy và thành. Và mình sẽ điều chỉnh cái tốc độ cánh khuấy nhanh chậm nhé. Đây là mức chậm này và vặn lớn lên như này theo chiều kim đồng hồ như này sẽ là quay nhanh. Đây các bạn nhìn như mình sẽ vặn nhanh chậm ở video cho các bạn xem. Đây là chậm này. Và mình sẽ cho cái cánh khuấy này nó đảo nhanh này. Nếu như các bạn có nhu cầu về các cái nồi nấu ra nhiệt, nồi nấu một lớp, hai lớp, ba lớp hoặc là nồi nấu có nút nghiêng đổ cao cấp như thế này thì liên hệ với lại máy công nghiệp Thanh Hưng qua số điện thoại ở trên màn hình 0918889768 hoặc là số 0908312438 hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của máy công nghiệp Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Văn Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Nếu như các bạn nấu nguyên liệu lỏng thì các bạn có thể lấy bằng cái van xả ở bên dưới đáy như này. Cái máy này là khung lưng đỡ của nó là khung vuông 50x50 dày 1,2 ly và motor giảm tốc 1 HP. Máy thì sẽ có cấu tạo 3 lớp và ra nhiệt bằng phương pháp cách thủy bằng dầu truyền nhiệt. Rồi này sẽ sử dụng motor giảm tốc 1 HP. Motor là được đặt ngang để lên trên đỉnh máy như thế này và được bọc ốp lại bằng inox hết này. Rất là đẹp và chắc chắn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như là an toàn khi mà sử dụng. Nếu như các bạn có nhu cầu về các cái nồi nấu ra nhiệt hoặc là chảo xào nhân, đây bên cạnh này cũng là một chảo xào nhân 100 lít đấy ạ. Hoặc là bất kỳ một loại máy móc được gia công sản xuất từ inox thì liên hệ với này inox Thanh Hưng. Ví dụ đây là một cái máy rửa khoai tây các bạn. Qua số điện thoại trên màn hình 0908312438 hoặc là số 0904646238 hoặc là các bạn có thể đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của inox Thanh Hưng, địa chỉ tại 163/8 Phạm Văn Giảng, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.
đến với Inox Anh Hưng thì các bạn luôn luôn nhận được giá rẻ tại xưởng sản xuất, không phải qua bất kỳ một trung gian nào. Hàng công nghiệp dày dặn, chất lượng và có độ bền cao. Tất cả máy móc của Inox Anh Hưng sản xuất là sẽ được bảo hành 12 tháng và miễn phí vận chuyển trong thành phố Hồ Chí Minh ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.